Ổn không? Ổn không? Ổn rồi. Xong qua hơn á thầy. Xong. Xong. Rồi, nó bóng cái vậy? Trời ơi, bóng mà sáng bóng luôn á. Rồi. Mình cảm nhiên là mình lấy lượng ấy cho nó bóng người ta. Trời ơi, trơn láng luôn. Có cái kia không lấy danh thép coi. Được không? Em thấy ok không? Được. Cảm giác nó không có cộm cộm gờ gờ giống như là cái răng nhựa răng tạm hôm qua phải không? Đúng rồi, đúng. Ừ. Nó bóng bóng nó dễ chịu chị. Ừ ừ ừ. Tha hồ mà làm dừa luôn. Ủa? Sao vậy? Tiếng người hư sao á? Nè, mặt này nè. Mặt này đúng nè, đây nè. Ủa sao kỳ vậy? Sao? 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 Vụ gì? Trời ơi! Em kêu là làm răng nạo dừa mà mới chị làm răng này. Cái răng này em mới nạo dừa được chứ, đủ độ cứng cho em để em nạo đó. Trời ơi trời. Thì sao? Đúng chưa? Ngày qua em nói là cái răng nào nó đẹp đẹp mà đến nạo dừa được mà chị làm răng này sao nạo dừa? Thì nè, răng này nạo dừa nó mới tốt đúng không bác sĩ? Rồi hôm qua rồi hôm qua cái lúc bác sĩ tư vấn rồi bác sĩ tư vấn là bác sĩ có hỏi thép là thích cái răng rồi dán răng rồi như thế nào không? Em nói với ảnh là làm cái răng cứng cứng này để nạo dừa. Rồi làm sao mà nó giống cái phong cách mạnh mẽ nha em vậy? Hay chưa? Cái răng này là bao nhai luôn, bao bóng. Bao trời ơi trời, cái răng này sao? Là răng gì sao dán giờ đi quay phim nữa? Trời ơi nè, em đòi là cái phong cách nó mạnh mẽ đúng không? Nó giống giống với em đúng không? Nó cùng cùng tên với em đúng không? Kênh em tên gì? Cú đấm thép. Cú đấm thép thì cái răng này răng thép nè. Trời trời trời, mình nói bà chị bà không hiểu hay sao á? Được mà, chị thấy được, ok lắm á. Em nói chị không hiểu luôn hả? Thiệt luôn hả chị Dung? Hiểu. Em nói là làm cái răng nào mà nó cứng cứng để em nạo dừa nạo đồ còn mới chị làm cái răng này sao ấy được. Thì giờ làm cái này rồi đồng giờ ý là nạo dừa được nhưng mà đi quay phim quay đồ chẳng lẽ nhe cái hàm răng ra kỳ quá đi. Vậy cho nó lạ, cho em chia sẻ với chị là mình phải biến cái lạ của mình thành cái độc lạ. Trời ơi trời, em đi quay phim này người ta quay từ thiện mà mỗi lần em nói em nhe cái hàm răng là người ta cười sao người ta quay phim chị. Rồi giờ cái này không chịu đúng không? Trời ơi trời. Giờ này không chịu đúng không? Rõ ràng là mình nói mà bà chị bà hiểu lầm cả nhà ơi. Đâu thì chị muốn làm sao nhìn cho em nó mạnh mẽ lên cho nó giống cái tên của em á, cho nó lạ lạ nữa. Trời trời, cái này chắc chết quá. Được không? Muốn đi ra kiến kia thì kiến lớn nhìn hay sao? Vì sao được trời. Hình như cái kiến nó có vấn đề sao bác sĩ à? Để em lấy điện thoại em coi thử. Trời ơi. Thiệt luôn á hả gì Dung? Thì chị làm cho nó đã nói rồi trời, cái này em là đặc biệt nhất luôn á, hồi giờ chị chưa làm cho một khách nào như vậy luôn. Trời ơi trời. Cú đấm thép từ Ninh Thuận vô chị làm nó phải khác. Vậy là làm thương hiệu luôn á hả? Ừ. Được không? Nhưng mà vậy được không? Chịu không? Trời ơi trời, chị làm ăn kiểu này sao lỡ quay lên là khách hàng ta sợ, sao dám tới ta làm nữa. Khách hàng là người ta chọn màu, chọn là có nghĩa là người ta chọn theo ý ta, còn em á là em để cho chị chọn cho em. Thì em có biết đâu, thì ngày qua đi vô rồi nói ừ làm cái răng cứng cứng để nạo dừa rồi làm cho nó mạnh mẽ, ai biết đâu bỏ cái răng thép vô cả nhà. Trời trời. Rồi giờ thì không chịu đúng không, là nằm xuống. Đổi được không? Không, nhổ. Nhổ nữa hả? Trời ơi. Thì giờ nhổ, bác sĩ nhổ hai cái đó ra. Trời, cái răng này độc nhất vô nhị, chị chụp với em tấm hình nữa thép. Lại. Chiếc này là sập tiệm chị luôn. Chiếc này là sập tiệm chị luôn. À, đâu, đẹp cường cũng đẹp trai ở trong nọ. Đẹp mà, trời sáng bóng luôn á. Sáng bóng luôn á. Rồi, anh nằm xuống đi. Làm lại cái khác cho em đi, chứ cái này sao được anh ơi. Trời nãy anh không nói em anh ơi. Thì bác sĩ thì cũng chiều ý em thôi, muốn cho thép là gọi như là như ý đó. Không mà cái này đẹp nha, giữ đi. Cái này duyên. Ừ, cái này duyên này dễ thương nè, độc lạ luôn á. Đó. Có một hai. Bác sĩ có làm gì đâu, đau trời. Ủa rồi cái đó anh ổ hả? Ổ hay là cái gì? Không muốn lại chứ. Không muốn giữ làm kỷ niệm không? Rồi. Rồi, đẹp rồi đó. Răng sứ với răng thiệt, không biết cái nào là sứ, cái nào là thiệt luôn. Rồi, cho thép coi lại kiến coi, cái này có đúng chưa, đúng ý chưa, ok chưa? Dạ, cầm gương xem. Dạ, coi lại coi. Tan 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 tan. Được, nó sẽ giống thiệt chứ chị?
Trời ơi, người ta làm người ta phải để xứ với thiệt không ai biết chứ. Đây nè. Của thép là chỉ có mỗi hai cái răng này là răng xứ thôi, còn lại là răng thiệt hết đó cả nhà. Nó tiệp màu cái hả, đẹp cái hả? Ủa là hai cái răng sắt đó là sao chị? Muốn lấy về kỷ niệm không? Rồi. Ủa là nãy giờ chị giỡn em á hả? Trời ơi, ghẹo thôi chứ nghĩ trời sao làm vậy trời. Chứ chị em tưởng là chị làm vậy là chắc hôm mai chị đóng cửa tiệm chị về chị ngủ luôn. chắc dừng nữa. Người dân ở Ninh Thuận kéo vô khử luôn cái nhà khoa. Đẹp á cả nhà ơi. Được á, cái này vừa ý nè. Được không? Được rồi cả nhà. Đó. Cái răng của em hồi trước á là do thép làm răng sứ trước rồi, xong rồi làm cái sứ kim loại á. Được. Nó bị đen nú. Đó. Gặp dạ. Gái cười. Ổn á cả nhà ơi. Được không? Rồi. Ủa sao em thấy nó lỏng lẻo vậy ta? Chưa gắn. Ủa gắn vô rồi mà. Chưa có gắn keo. À rồi anh đang gắn keo luôn anh ơi. Ok nha, chốt nha. Rồi chốt hết rồi nha. Hay là làm cho hai cái này nó trắng thiệt là trắng ra giống như là... Thôi đừng chứ, nó giống cái này được rồi. Thôi mình làm cho nó lạ đi, đằng nào trên hà mình cũng có hai cái răng sứ. Trời ơi trời, mỗi lần em cừ lên cái mắt con người ta bỏ chạy cũng phiền lắm. Thôi bác sĩ gắn đi bác sĩ. Gắn nha, gắn luôn nha. Trời ơi. Thường mà đi làm răng sứ mọi người cứ thắc mắc là làm răng sứ có lâu không á. Ủa bữa giờ mình làm răng sứ là từ hôm hết chờ 2 ngày đây rồi cả nhà. 2 ngày. 2 ngày là khách là gọi khách VIP về Việt luôn á. Khách VIP làm trong vòng 2 ngày là xong. Giờ tới cái công đoạn gắn răng sứ nha cả nhà. Bác sĩ sẽ cô lập cái vùng lại làm vệ sinh rồi cho nó khô lại hết rồi sẽ dùng một cái loại là keo chuyên dụng để gắn. Em lau khô á, bút nha. Lau khô nó hơi ê xíu. Thông thường mà mấy bạn nữ thì sẽ được chích tê, còn thép thì khỏi á. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Không tính ra bác sĩ hồi trước làm cái răng của em á, người ta mài cùi cũng đẹp á. Bác sĩ trước làm ok á. Mỗi do hồi đó chọn cái răng kim loại làm thành ra là nó bị ấy thôi. Nó bị viêm, không phải viêm, nó bị đen nú thôi. Chồn vô. Bút nha. Có bút lắm không? À. Hơi à, hơi mát mát thôi à. Tay chân rồi thả lỏng rồi ra nè, làm gì mà nắm tay nắm chân được. Không. Mọi người cứ sợ đi làm răng. Răng của thép đẹp lắm á, nhưng mà tại hồi trước có nghe thép chia sẻ là hai cái răng cửa nó bị thưa á. Thành ra là thép đi làm răng sứ để cho nó khít lại. Bây giờ thì cũng mấy năm rồi, 5-6 năm gì rồi. Bây giờ thì thay nó qua hai cái răng toàn sứ để cho nó đẹp. Rồi, ịnh như thế là xong. Khúc này nó hơi ê xíu thôi là nó hết. Rồi, ấn vô cái là nó hết rồi, xíu rồi. Sẽ vệ sinh răng. Xíu nữa thì sẽ quay clip tiếp nha cả nhà. Ổn quá cả nhà. Rồi sau khi gắn xong rồi anh có thấy cồm như không ạ? Em thấy thì không có cồm, nhưng mà em cảm giác nó kiểu như cái miệng nó lạ, chắc chưa quen á. Tại lúc trước em làm cái răng kia em cũng về em thấy nó lạ sao á. Nhưng mà từ từ nó quen mình quên nó đi, nó hết lạ. Không phải cần. Với lại cái này bác sĩ làm cho em nó dài hơn cái kia chút xíu. Ủa được không? Được, cái răng này nó dài hơn răng cũ xíu á. Răng cũ á, của thép. Răng cũ của thép nó nhỏ mà nó hở là gớm lắm chị ơi. Thưa phải không? Em làm bao nhiêu nó đi hết nhiêu ạ? Đúng rồi, phong thủy đó. Người ta nói là răng thưa là làm tiền nó đi hết rồi cả nhà ơi. Còn
Còn bây giờ là thép làm bao nhiêu rồi nó cũng đi, nó cũng về mà nó về tay túi vợ thép đó cả nhà. Trời ơi, có chỗ chứa là được rồi. Còn nó đi mà nó đi mất tiêu luôn mới sợ. Đó, rồi xong rồi đó. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi hả bác sĩ? Xong rồi. Ủa? Quà tặng. Thì em lấy cái này thôi, còn cái này gửi lại cho anh. Cái này cái mẫu hàm. Mẫu hàm của em á. Ủa là cái mẫu của em luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi, sao hay dữ ta? À em hiểu rồi. À hiểu. Có nghĩa là ngày qua em cắn cái là nó vô là cái bao cái khuôn đó đúng không? Ừ. Vậy đó. Là làm kỷ niệm luôn hả? Làm kỷ niệm luôn. À, cho được, túi luôn. Được cả nhà. Quà tặng đặc biệt. Làm khách giếp đồ khách giếp. Làm răng tặng thêm răng sắt nữa. Đẹp với cả nhà. Ừ, về lâu lâu lấy ra chơi ngó kỷ niệm. Được á. Trời nãy giờ làm lo cũng chết luôn á trời. Có gì đâu lo. Mình kêu làm cái răng nào mà nó cứng cứng về nậu dừa quất cặp răng sắt. Bây giờ ổn mà cả nhà ơi. Cảm ơn bác sĩ nha em đây nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Dạ yeah, xong rồi anh chị. Xong. Ok không? Ổn không? Ok ổn. Có lo sợ giống như là suy nghĩ không? Sợ đi làm răng không? Sợ chứ sao không sợ chị? Có gì đâu mà sợ. Thấy nó nó thì nó hơi ê xíu xíu thôi. Cái lúc mà mình ngắn răng thôi chứ giờ xong rồi còn cảm giác gì không? Giờ là ok rồi đó. Giờ đi ấy ra được rồi, đi nạo dừa được rồi đó. Ừ, giờ đi thử nạo dừa luôn nha.